Nguyễn Nhật từ khi sinh ra đã thùy mị nết na, muốn men là phải gồng, nhờ giống con gái mà lấy được vợ giàu. Hồi nhỏ lắm thì có bác đền ba mẹ làm, ba mẹ để con sao giống con gái quá. Có những người người ta vỗ ngực xưng tên mình rất là men, rất là đàn ông luôn. Nhưng họ sống không đáng một thằng đàn ông. Bà xã hay đùa á. Trời ơi, chồng chị bóng mũi cái tay à. Chị bóng mũi cái tay à. Lâm Nhật là nam ca sĩ người Huế được đông đảo khán giả yêu mến. Anh theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình. Ngay từ khi còn nhỏ, Lâm Nhật đã tham gia vào đội sơn ca của nhà văn hóa thiếu nhi Huế, còn lên hẳn chương trình Bông Hoa Nhỏ trên TV. Nam ca sĩ chia sẻ, từ nhỏ cha mẹ sinh anh ra đã điệu, điệu như một bản năng. Những lúc anh không điệu là phải gồng lên, phải cố tỏ ra như vậy. Tới khi đi học, ai cũng bảo Lâm Nhật hát hay, học giỏi, nhưng giống con gái. Hồi nhỏ, nam ca sĩ cũng hay trách ba mẹ là tại sao lại đẻ ra giống con gái, sao không đẻ con gái luôn cho rồi, lại đẻ anh ra để bị cười chê. Chính câu nói của chú Lâm Nhật đã giúp anh mạnh dạn, tự tin hơn, những điều chú dạy bảo cũng theo anh đến tận hiện tại. Anh không còn mắc cỡ nữa mà thậm chí tự hào vì được nói giống con gái. Mạnh dạn, mềm mại giống con gái, đó là phần phước của con. Giống con gái chứ không phải giống con ma mà con sợ. Và đó là một cái chìa khóa vàng để mở toang cái cánh cửa để Lâm Nhật bước vào đời và Lâm Nhật bước vào cái con đường showbiz. Lâm Nhật không còn chạnh lòng khi bị nói giống con gái. Đi ngoài đường mà bị ai đó nói giống con gái, anh dừng lại cảm ơn. Biết là dẹo rồi nhưng mà không men được. Từ lúc đi hát, nổi tiếng, nam ca sĩ được nhiều người yêu thích, có người bảo dễ thương, hát hay. Nhưng đôi cũng có những lời nói khiếm nhã, khó chịu. Lâm Nhật cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, một người cha tuyệt vời, một người mẹ thương con, hiểu con, một người vợ hiểu chồng, cảm thông cho chồng. Con trai lớn của Lâm Nhật năm nay cũng 23 tuổi rồi, cuộc tình của anh và bà xã diễn ra chóng vánh và đi đến hôn nhân rất nhanh. Khi gặp bà xã, Lâm Nhật đã 30 tuổi rồi còn chị nhà chỉ mới 18 tuổi. Một năm sau thì họ kết hôn rồi sinh con luôn. Bà xã Lâm Nhật khi ấy là Hoa Khôi Hải Phòng. Cơ duyên gặp nhau là khi Lâm Nhật được một trường học ở Hải Phòng mời về làm giám khảo cho một cuộc thi hát. Bà xã vừa nhìn thấy anh đã bĩu môi, đàn ông con trai gì mà như cọng bún ấy. Lâm Nhật nghe vậy mới tự ái, liền tới hỏi tên, làm quen rồi tán tỉnh cho bõ ghét để xem trai Huế có tán được gái Hải Phòng không. Ai ngờ tới khi anh về nhà vợ, bà vợ thương anh liền. Nhà vợ Lâm Nhật lúc đó rất giàu, ở nhà phố lớn và còn có khách sạn nữa. Ba mẹ vợ khi ấy không biết Lâm Nhật là ca sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn thương. Sau này anh có hỏi vì sao thương con rể thì ba vợ nói, do hiền, vóc dáng thư sinh, nói giọng Huế, lại giống con gái nên thương. Vậy là nhờ giống con gái mà Lâm Nhật lấy được vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có. Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó, Lâm Nhật thừa nhận vợ thiệt thòi khi anh đi diễn liên tục vì đam mê sân khấu, ca hát, đóng phim mà bỏ bê gia đình. Hiện tại tổ ấm của nam ca sĩ đã có 4 người con. Anh và gia đình hiện đang có căn biệt thự với diện tích hơn 500m² tại thành phố Huế có trị giá khoảng 21 tỷ đồng. Ngôi nhà gồm 3 tầng lầu, phía trước biệt thự được sơn màu vàng và có sân vườn rộng. Vợ Lâm Nhật cho biết, nam ca sĩ hỗ trợ bà xã về cả tinh thần cũng như tài chính. Chống lịch, không đi hát là anh chạy về đỡ đần vợ. Lâm Nhật cũng rất hiếu thảo, không chỉ với bố mẹ anh, gia đình ở Huế và cả nhà vợ. Ở thời điểm hiện tại, Lâm Nhật có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và tổ ấm hạnh phúc viên mãn. Chúc cho anh giữ được sức khỏe tốt để cống hiến cho nghệ thuật thêm nhiều năm nữa.